Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the looks in the band. Legacy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Kim Minh. Thì hôm nay mình sẽ cùng với anh em thử trải nghiệm event Eleven Symboy. Và mình sẽ cùng với anh em thử xem đối với event này thì chúng ta sẽ có nhập được những món đồ giá trị gì hay không, và làm sao để làm được nhiệm vụ và có thể mở được những món đồ đó. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về event này. Thì tất cả những các event khác chúng ta sẽ phải nhấp vào ô bên trái góc trái ở phía trên màn hình. Và đây chính là Eleven Symboy. Thì để làm sao có được những bánh event này và cách thức nó dùng ra sao và nó sẽ dùng như thế nào, thì event này rất đơn giản. Anh em chỉ cần việc là đi đánh quái, đi tên quái và pick vào ô nhập event, nó sẽ nhập được bao gồm là summon các cũng như là các mệnh của Symboy Eleven, hay còn gọi là các mệnh thuộc tính. Thì các mệnh thuộc tính này khi mà anh em nhập đủ 5 loại là gồm lửa, nước, đất, gió và bóng tối, thì ứng với 5 loại cùng đầy đủ như vậy thì chúng ta có thể đi đến nhân vật NPC Lahat và chúng ta chỉ cần đổi Symboy Cambridge để vào. Và khi chúng ta chỉ đá một lần thì chúng ta sẽ được là gì? Chính là một hộp Eleven Book. Và hộp Eleven Book này sẽ rơi những vật phẩm như thế nào thì bây giờ mình sẽ cùng với anh em mở. Mình hiện tại sẽ có gần đầy như đầy đủ là 255 mảnh và chúng ta sẽ mở hết để xem đổi được từng này mảnh thì chúng ta sẽ đạt được những món đồ như thế nào. Mình sẽ mở một lần cho full home luôn, full home này luôn. 16, 17. Rồi, bây giờ là đã full, có thông báo này, đã full. Thì khi mà mở như thế nào và nó sẽ đạt được vật phẩm gì thì mở anh em chỉ cần nhấp chuột phải vào hộp group, hộp Eleven Book này thì nó sẽ ra vật phẩm thôi. Đây, chuột phải. Đợi. Ui, mình được 13 rút. Đó, để cộng thêm 13 rút. Tiếp tục. Eleven Chao là cái gì đây? Đây, mình đã được Eleven Chao. Cái này sẽ dùng để ép cộng sách quân đũa, sách thuộc tính nhé. Bùa thuộc tính đấy. Tiếp nữa. Ui, vẫn là Eleven Chao, nhiều quá. Gì đây? Ui, Ballet. Cái này sẽ tăng thêm 100% kinh nghiệm. Tiếp nào. Vẫn là 100% kinh nghiệm. Ballet Apply. Ui, 50 à? 50%. Mình sẽ mở xem. Ui, sách thuộc tính đấy nha. Hy vọng là ra 5 socket, 4 socket. Egg. Chỉ có 1 thôi. Tiếp tục. Chúng ta sẽ tiếp tục. Mình vừa nhận được 7 rút. Đây, tiếp tục là sách thuộc tính này nè. Lần này là 2 socket. Có 2 ô để khảo. Tiếp tục nào. Vẫn là vừa tăng kinh nghiệm. Tiếp tục là sách thuộc tính. Vẫn là 2 ô socket. Lại là vừa tăng kinh nghiệm. À, bây giờ là nhặt được mảnh thay đổi thuộc tính. Thì mảnh này sẽ dùng như nào? Mảnh này anh em dùng để đổi được cái thuộc tính, giống như đây là thuộc tính lửa, anh em dùng mảnh này có thể đổi bất kỳ sao thuộc tính mà anh em mong muốn. Tiếp tục nào. Ui, nhiều quá, nhiều bộ tăng kinh nhiều quá. Bây giờ mình sẽ gộp cái bộ này lại cho nó bớt vô trọng. Sau đó mình sẽ cùng với anh em mở, tiếp tục mở. Rồi, tiếp thôi. Rồi lúc để tăng thêm phần trăm tỷ lệ may mắn 10%. Ui, nhiều thế. Mảnh số 4. À, đây là mảnh để mở slot số 5 nha anh em. Mảnh này khi mà anh em dùng đủ 1, 2, 3, 4 thì anh em sẽ ghép số 5, anh em sẽ ghép được một cái bùa. Và cái bùa này dùng để mở cái khe số 5 của sách thuộc tính. Bình thường sách thuộc tính có 4 khe thôi. Ui, 18 rút, 12 rút. Đây, bùa 100, gộp vào đây. Bùa 50 vào đây. Bùa 100 vào đây. Tiếp 9 đút. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đổi tiếp các mảnh này thành hộp. Đây. Một, bây giờ mình sẽ đổi hết. Tiếp tục nào. Cầu trời khẩn Phật cho con ra được 4 khe. Như vậy là mình đã tiếp tục đổi được full hộp. Tiếp tục mở thôi. Trời ơi, vẫn là một. Bây giờ chắc những sách thuộc tính mà chỉ có một khe mình sẽ bán đi.
đấy, 3 khe rất là ngon. Bây giờ những sách thôi, tính vào 1 khe là mình sẽ bán đi. Tiếp tục, ui 2 khe 50 đi, 50 mình sẽ Kundun, ngon, 3 slot, 3 khe cũng được, giữ lại 6 rút AK, 3 slot, ui trời ngon thế, 4 slot, yes, yes, cuối cùng cũng có một cái 4 slot, cực kỳ ngon. Đây là một thứ rất là đáng tiền nha anh em. Tiếp tục, ui trời ơi, 2 slot, mình sẽ phải cắt, oh yeah, mình sẽ phải cắt 1 slot đi, không phải tí nữa là bán nhầm, bán 2 slot, cắt ngay, hàng ngon là phải cắt ngay, 4 slot này, 3 slot này, 3 slot này, 2 slot sẽ bán, 1 slot sẽ bán, 2 và 1 slot sẽ bán nhanh nhé, không để chữa là vì cho chặt trước, mình sẽ bán hết. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục công tác mở thôi, hy vọng là lần này sẽ hết như lần trước, nhưng mà sẽ phải là gom lại. Thế này xuống đây, còn 4 con nữa, 1. Ồ, gì là em ăn trên này. Đó, chào, là ra cái này. Tiếp tục. Đấy, đấy, 3 slot, ngon. Hàng gì, tiếp tục. Đó, 2 slot. Đấy. Trời ơi, sao lại 2 slot, bán. Tiếp tục. Phi shop, chúng ta sẽ phi shop 2 slot. 2 slot, phi shop và 3 slot sẽ giữ lại. Anh em nào mới chơi và cần 3 slot sẽ cần hủ mình nha, mình sẽ cho, mình sẽ tặng cho anh em. Chỉ cần level 300 là anh em có thể mang được. Đây là chúng ta đã mở hết một lượt, thì tiếp tục mình sẽ tiếp tục đổi thêm full home nữa và chúng ta sẽ tiếp tục mở. Ok, vậy là đây là số box mà chúng ta sẽ còn lại cuối cùng, và mình cũng đã lấy ra cuốn bộ khe để gọi lấy may mắn, chúng ta sẽ tiếp tục mở. Trời ơi, lại là bùa à? Đấy. Trời ơi, vẫn là khe. Đây, khe số 1, chúng ta đã có thêm một khe số 1, 1, 3 và 2. Sẽ cần một cái khe số 4 nữa. Đấy. Trời ơi, sao lại là 2. Bạn tiếp tục lấy cái bốn khe ra là sẽ có là may mắn đấy. Cuốn đun. Trời ơi, 1 khe. Trời ơi. Tiếp tục nào. Balikman. Cuốn đun. Cuối cùng, cái cuối cùng có phải là cái đinh mình không? Trời ơi, 2 khe. Để mình sẽ tổng kết lại xem hôm nay chúng ta mở hết một lượt sẽ được bao nhiêu. Chúng ta sẽ được gần như là 400 rút. Và bao nhiêu cuốn đây. Đây, mình sẽ xem gọn lại. Bảy cái vé thay đổi thuộc tính. Để xem bao nhiêu bùa. 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14. Chúng ta sẽ có thêm 3 blessing. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. 8 cái bùa may mắn. 50 100 50 100 mình sẽ để xuống. 50 mình sẽ để lên. 100 50. Đây, mình sẽ gom lại cho nó gọn. Chúng ta sẽ được tầm 9 cuốn sách thuộc tính. Đây, một socket mình không tính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. 9 cuốn sách thuộc tính level 300. Và chúng ta sẽ có được 41 cái bùa tăng kinh nghiệm lên 50%, cũng như là thêm 37 bùa tăng lên 100%.
kèm theo đó chúng ta sẽ có thêm được gần 300 rúp, có thêm được 3 mảnh chống mất khi mà tháo enter. Chúng ta lại tiếp tục có thêm 5 mảnh slot để có thể ghép để mở khe số 5, cũng như là 7 mảnh thay đổi thuộc tính. Thì mấy cái này sử dụng ra sao và dùng để làm gì, mình sẽ có video riêng dành cho em đó, vì cái video bây giờ cũng khá là dài rồi. Thì trên đây là video mình giới thiệu với anh em về Event Simple Elemental, cách thức mở ra như thế nào và có thể đạt được những thứ gì để anh em có thể tham khảo. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho anh em, và anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh để có thể theo dõi được những video tiếp theo mới nhất của mình. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.